âm thanh sống động, hình ảnh nhiều màu sắc. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình của kênh thể thao VTC3. Trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ theo dõi cuộc đọ sức rất nổi tiếng. Có nhiều khả năng đây sẽ là một trận đấu cống hiến bởi vì cả hai đều... Trận đấu đã bắt đầu. Đây là trận đấu có sự có mặt của hai trong số những thủ môn hay nhất. Để mất bóng rất nguy hiểm. Theo Van Cốt. Trên thực tế đôi khi tấn công lại là một cách để phòng ngự. Tỷ số là 1-0. Tỷ số được mở từ rất sớm. Ta ghi bàn quá ấn tượng. Tỷ số của trận đấu đang là 1-0. Morgan Schneiderlin. Không được. Rosicky. Morgan. Koscielny. Arogazzi. Jack Wilshere. Đây là thời điểm mà một loạt các giải bóng đá ở châu Âu đang diễn ra rất sôi nổi. Để quan tâm đến giải Bundesliga, hãy soạn tin nhắn DD cách DUC và gửi đến 8730. Đối với các trận đấu tại giải bóng đá, các bạn hãy soạn tin nhắn DD cách ANH và gửi đến 8730. Để lấy kết quả trực tiếp các trận đấu tại Serie A, hãy soạn tin nhắn DD cách Y dài và gửi đến 8730. Các trận đấu tại giải Tây Ban Nha sẽ diễn ra sôi nổi. Các bạn có thể soạn tin nhắn DD cách TBN và gửi đến 8730. Có bàn thắng là tin nhắn về. Pha cắt bóng rất kinh nghiệm. Một pha lên bóng như vũ bão. Một pha xử lý rất thoải mái. Không thành công. Đường truyền không chuẩn xác. Rosicky. Cú bấm bóng khá kỹ thuật. Trong những trận đấu mà khu vực 16m50 của đối phương đã bị bịt chặt, người ta trông chờ rất nhiều vào những pha dứt điểm từ xa. Đường truyền không chuẩn xác. Pha bóng rất dứt khoát. Chỉ có một phút đã bù giờ. Pha đi bóng rất quyết tâm. Và đúng lúc này trọng tài đã nổi còi, kết thúc hiệp 1 trận đấu. Kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên thì cả hai đội đều chưa thanh người. Hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Ở trong hiệp 2 thì đội chủ nhà sẽ bảo vệ khung thành bên phía phải màn ảnh của bạn. Ở hiệp 1 của trận đấu cả hai bên đều không thanh người. Metesaker. Mấy sút đầu gì? Ozin. Dứt điểm. Cú dứt điểm rất nguy hiểm. Ý đồ rất tốt. Một pha lên bóng như vũ bão. Ozin. Không được. Morgan Schneiderlin. Quá vất vả để chống đỡ. Rất bình tĩnh. Chuyền vào. Dứt điểm. Cực kỳ bất ngờ, lại được đẩy lên cao hơn. Bàn thắng tuyệt vời. Tôi đều vai đội phải làm lại từ đầu. Pha dứt điểm rất gọn ghẽ và bình thản, đơn giản nhưng hiệu quả.
Alexis Sanchez. Tiếng còi đã cất lên trước đó. Sự thay đổi người đầu tiên trong trận đấu. Đó chỉ là một sự thay thế về mặt con người mà thôi. Rất nguy hiểm. Không được. Cơ hội ghi bàn 10-10 đã bị bỏ lỡ. Mesut Ozil. Olivier Giroud. Pha cắt bóng rất tỉnh táo. Các cầu thủ khi chơi ấn tượng cũng thường có những cái nháy mắt kiểu như hôn web. Chúng ta vẫn chưa vừa quên những cú nháy mắt của Messi hay cả sự hài lòng của Ronaldo với trường hợp của Rooney tại World Cup năm 2006 khi Rooney bị truất quyền thi đấu. Vẫn còn Rosicky. Pha xử lý rất nhanh và cũng hết sức kỹ thuật. Đó không phải là một bàn thắng. Mesut Ozil. Pha cản phá dứt khoát. Lại chuyền nào. Vẫn còn. Một cơ hội. Đây rồi, bàn thắng đây rồi. Điều gì phải đến đã đến. Bàn thắng ở những phút cuối cùng. Không thể không ghi bàn ở một tình huống như thế này. Đây là một bàn thua có thể nói là oan uổng. Sẽ có 3 phút bù giờ. Vẫn còn. Bỏ đoạt bóng rất hay. Rất nguy hiểm. Đi bóng tốc độ. Đối mặt với cầu môn. Và đúng lúc này trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu. Vượt qua đối phương trận đấu ngày hôm nay.